yeah, trân trọng kính chào quý tôi còn chúa một lần nữa chúng ta rất là vui gặp lại với nhau trong uh, hành trình gây dựng đời sống đức tin của chúng ta uh, xây dựng một cái nền tảng đức tin uh, để chúng ta vững vàng ở trong uh, đức tin của mình hàng ngày nhất là trong một xã hội đầy dẫy uh, sự dạy dỗ um, ở ngoài kia không biết cái nào vô cái nào vậy từ ước ao mình xây dựng một cái nền tảng đức tin cho nó vững vàng ở trên lời của chúa à, chúng ta đang ở trong bài thứ nhất của việc à, cái hành trình xây dựng đức tin của mình à, cái bài thứ nhất chúng ta đang học về đang suy gẫm về một cái hình ảnh đặc biệt đó là hình ảnh một môn đồ thật của Đấng Christ sẽ như thế nào Um, một môn đồ thật của Đấng Chris Cái điều đầu tiên đó Cần phải có đó là Sẵn sàng mang ách chung à, Với Chúa hay là sẵn sàng Mang, ách, mang lấy ách của Chúa um, Có nghĩa là mình trở nên một Với Chúa Mình lệ thuộc vào Chúa Mình ở dưới cái sự um, uh, Hành động của Chúa Và mình nói kết với Chúa liên tục và cái điểm thứ nhì đó là gì cái điểm thứ nhì đó là mình à, nuôi mình hay là sống liên tục ở trong lời của chúa một môn đồ thật của chúa mà không nuôi mình ở trong lời của chúa không sống ở trong lời của chúa liên tục thì nó chưa hẳn là một môn đồ của chúa đâu cho nên một môn đồ của chúa thật sự là ngoài việc mang ách chung sẵn sàng mang ách với chúa, mang lấy ách của Chúa và sống liên tục hằng ở trong lời của Chúa. Và điểm thứ ba chúng ta cần phải có đó là sống trong sự yêu thương hay là sống yêu thương. Một môn đồ thật của Chúa là một môn đồ sống yêu thương. À, nếu quý vị có kinh thánh cùng mở ra trong gian đoạn 13 câu 34 đến câu 35 hoặc là điện thoại gì cũng được, chúng ta mở ra trong văn đoạn 13 câu 34 đến 35 để chúng ta cùng suy gẫm đến cái phương diện thứ ba hay cái khía cạnh thứ ba mà một môn đồ thật của Chúa cần phải có là gì. Và nó cũng là dấu hiệu cho mình thấy rằng là mình đang thật sự là môn đồ của Chúa hay là môn đồ của một tôn giáo. Mình đọc ở trong đoạn 13 câu 34-35 của dân đoạn 13 như sau. Ta ban cho các người một điều răng mới nghĩa là các người phải yêu nhau như ta đã yêu các người thế nào thì các người cũng hãy yêu nhau thế ấy. Nếu các người yêu nhau thì tại ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các người là môn đồ ta. À, để thiên hạ nhận biết các à, những người tin Chúa hay là ai đó là môn đồ của Chúa thì cái điều cần phải có đó là gì? Dựa trên chỗ này, câu kinh thánh này là nếu các người yêu nhau thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ nhận biết các ngươi là môn đồ ta thưa quý vị một thực tế ở trong cuộc sống của chúng ta đó là chúng ta có cái quyền mọi người chúng ta đều có cái quyền và đều có khả năng để chọn lựa ghét người này phớt lờ người kia hoặc yêu thương người nọ chúng ta có cái quyền chọn lựa đó. đừng ai trong chúng ta nghĩ rằng là mình ghét người này là tại vì tại vì nó vậy không phải. đó là một sự chọn lựa của mình. À, mỗi người trong chúng ta đều có một cái sự chọn lựa đó. và cả cái hành động, cả ba cái hành động chọn ghét người này, phớt lờ người kia hay yêu thương người nọ, cả ba cái hành động đó nó đều có cái ý chí của mình ở trong đó mình chọn lựa mình quyết định chứ không phải là điều gì đó tự nhiên nó ra nó xảy ra. Chúng ta có thể chọn ghét người này. Chúng ta có thể quyết định là không quan tâm đến người kia hoặc là một điều gì đó. Và chúng ta cũng vẫn có thể chọn hay là quyết định yêu thương người này hoặc là không yêu thương người nọ. Tất cả chúng ta không phải là những người bất lực về cảm xúc của mình. Tất cả chúng ta đều có một cái năng lực để quyết định chọn lựa những gì đã xảy ra trong cuộc đời của mình. nhiều khi có người nói là tôi đâu có muốn phạm tội mà sao tôi cứ phạm tội hoài không phải vậy đâu trong đó nó có cái ý chí của mình ở trong đó. Tôi không muốn hút thuốc mà tại sao nó cứ hút thuốc hoài. Mặc dầu nó có cái ảnh hưởng của sự nghiện ngập ở trong đó. Nhưng mình vẫn có cái ý chí trong đó. Chúng ta không phải là bệnh nhân bất lực về về cảm xúc, ý chí hay là quyết định của mình. Tất cả chúng ta đều có khả năng, đều có cảm xúc, đều có năng lực, đều có ý chí để chúng ta chọn quyết định làm việc này hoặc là không làm việc kia. Tuy nhiên là một môn đồ thật của Chúa thì chúng ta cần phải làm gì? Một môn đồ thật của Đấng Christ thì chúng ta phải làm như thế nào? Một trong những cái mệnh lệnh của Chúa ban cho chúng ta là gì? Các ngươi ta ban cho các ngươi một điều răng mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau như ta đã yêu các ngươi thế nào. Thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thế ấy. Nếu các ngươi yêu nhau thì tại ấy tại điều đó mà thiên hạ biết các người là môn đồ của ta. Thưa quý vị như mình đã nói trong chúng ta ai cũng có cái khả năng chọn lựa, có cái ý chí đó. Cho nên căn đối diện với điều răn của Chúa ban cho chúng ta là một môn đồ thật của Chúa thì chúng ta chọn điều gì, chúng ta quyết định điều gì? chúng ta làm điều gì. Ở đây rõ ràng đây là mệnh lệnh của Chúa, chứ không phải là một cái điều gì đó mình có thể vâng lời hoặc là không vâng lời. Đây là mệnh lệnh của Chúa cho tất cả chúng ta để chúng ta sống và làm theo điều đó. Vì thế cái sự chọn lựa hay quyết định của chúng ta dựa trên điều răng này đó là gì? và cái chọn lựa cái quyết định này để cho chúng ta thấy mình thật sự là môn đồ của Chúa hoặc là không phải là môn đồ của Chúa. Nó rõ ràng. Vì thế mình thấy nó rõ ràng tại đây. Cho nên Chúa nói là gì, nếu là môn đồ của Chúa đó thì hãy yêu thương nhau. Đó là sự chọn lựa của chúng ta. Còn nếu chúng ta không chúng ta chọn lựa không làm môn đồ của Chúa đó thì chúng ta chọn ghét ai hay làm gì đó chuyện của mình. Không yêu thương nhau đó là chuyện của mình. Tuy nhiên là một môn đồ của Chúa, chúng ta cần phải có một cái sự lựa chọn. Căn cứ trên những mệnh lệnh của Chúa điều răng mà Chúa dạy cho chúng ta. Thưa quý vị, hội thánh mà chúng ta đang đang là thành viên đó, hoặc là những gì chúng ta đang đặt niềm tin vào đó, hay là cái nét sống đạo đức của chúng ta ở giữa đời này như thế nào không quan trọng. Tất cả những điều đó nó không chứng minh cho chúng ta biết rằng là chúng ta là môn đồ của Chúa. Chúng ta có thể đi nhà thờ, nhưng chưa hẳn tôi đi nhà thờ là tôi là một môn đồ thật của Chúa. Chúng ta có thể đặt niềm tin tin vào điều này, tin vào điều kia, nhưng chưa hẳn là chúng ta là môn đồ thật của Chúa. Thưa quý vị, là một môn đồ thật của Chúa, chúng ta có cần phải để ý những điểm đặc biệt mà Chúa đã dạy cho chúng ta. Ở tại chỗ này rõ ràng, Chúa muốn là gì? Yêu nhau là một môn đồ thật của Chúa là chúng ta phải yêu nhau. Đây là mệnh lệnh. Không thể nói là cái gì khác được nữa. Khi đã mệnh lệnh rồi là nó không còn một cái sự chọn lựa nào khác. Một là chọn lựa hai. Hai là chối bỏ cái mệnh lệnh đó thôi. Thưa quý vị, một điều mà chúng ta cần để ý đó là khi Chúa Giêsu phán câu này ấy tại điều đó ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta. Quý vị ơi, khi đọc chỗ này đó, mình cũng hiểu được một điều rằng là cũng đồng một lúc bây giờ Chúa giao cho thế gian này cái quyền xét đoán để hay là cái quyền nhận diện rằng chúng ta là môn đồ thật của Chúa hay không. Chúa giao cho thế gian có cái quyền đó. Thế gian có cái quyền xét đón chúng ta. Thế gian có cái quyền nói rằng chúng ta là môn đồ của Chúa hoặc là không phải là môn đồ của Chúa. Bằng chứng là gì? Bằng cách là họ nhìn vô cái nét sống yêu thương của mình. Họ nhìn vô cái cộng đồng mà được gọi là môn đồ của Chúa đó họ nhìn vô cái cộng đồng đó, họ thấy cái gì ở trong đó, thì họ có quyền xét đoán đó. Tại bởi vì cái này là Chúa giao, Chúa nói như vậy trong cái câu này, Chúa nói, thì tự nhiên ở đây mình thấy được thế gian có cái quyền xét đoán đó. Thế gian họ nhìn vô hội thánh, họ nhìn vô gia đình của mình, họ nhìn vô cuộc đời của mình. Cái điều để họ xác định đây rõ ràng là môn đồ của Chúa Giêsu này. Và cái sự xác định đó nó đến bằng một cái nếp sống. Cái nếp sống yêu thương. Sống trong yêu thương nhau. Sống trong cái nếp sống yêu thương nhau. Ấy là bằng chứng hay một dấu hiệu. Nói rằng chúng ta là môn đồ của Chúa. Và điều này mình không chứng minh. Chính Chúa cũng không chứng minh. Nhưng chính thế gian sẽ xác định điều đó. Thế gian sẽ xác định điều đó là chúng ta là môn đồ của Chúa hoặc là không phải là môn đồ của Chúa. Thưa quý vị, cái khía cạnh này là một cái khía cạnh khá quan trọng ở trong cuộc sống của mình. Mình xem lại ở trong cái thực tế của cuộc sống mình. Mình có những sự chọn lựa. Nhưng mà những sự chọn lựa đó là gì? Chúng ta đang chọn lựa để ghét ai đó hay là chúng ta đang chọn lựa để yêu thương ai đó là một môn đồ thật của chúa không còn cách nào khác hơn là chọn lựa để yêu thương tuy có những cái khó thương tuy có những cái dường như không thể nhưng đây là mệnh lệnh dầu có thể hay không thể nó cũng thành vấn đề nữa, nó chỉ có một việc duy nhất là buộc phải vậy thôi. Ngoại trừ chúng ta chọn không là môn đồ thật của Chúa, chúng ta có thể chọn là một môn đồ của tôn giáo, thì chúng ta có quyền yêu thương những ai dễ yêu thương, nhưng lại không yêu thương những người khó yêu thương. Đó là sự chọn lựa của mình. Tuy nhiên về phương diện của một môn đồ thật của Chúa, chúng ta chọn sống yêu thương tất cả mọi người ở trong cộng đồng của những người tin Chúa lẫn người chưa tin Chúa. Cái cách yêu thương thế nào? Tùy chúng ta thực hiện tùy sự hướng dẫn của chúa mà chúng ta thực hiện chúng ta sống làm sao nó tùy thuộc vào cái cách sống của mình hàng ngày vì thế mệnh lệnh của chúa rất là rõ ta ban cho các ngươi một điều răng mới nghĩa là các ngươi phải yêu nhau đơn giản vậy thôi nhưng mà yêu nhau nó khó cách nào, nó dễ cách nào. Nó dễ ra làm sao, nó khó ra làm sao. Thì chúng ta đặt mình ở trong đó. Để chúng ta sống. Nhưng khi mình ngồi nghĩ là nó yêu thương, yêu thương vậy đó. Nhưng đôi khi mình cũng chẳng hiểu lắm sâu rõ về yêu thương là sao. Nhưng khi chúng ta bắt đầu nói với Chúa rằng Chúa ơi, Chúa dạy con yêu thương. Mà ở đây Chúa dạy là ta đã yêu thương các ngươi thể nào. Thì sao? Các ngươi hãy yêu nhau thể ấy. Đôi khi mình nói Chúa dạy mình yêu thương mà mình không biết mình yêu thương sao. Cho nên Chúa dạy mình cái gì? Chúa chỉ cho mình cái cách. Chúa yêu thương mình sao? Thì mình yêu thương lại như vậy. Nhưng để làm sao mình biết được Chúa yêu thương mình thế nào? À thưa quý vị, vì vậy khi mình càng giữ mình ở trong lời của Chúa như cái phần thứ nhì đó thì chính lẽ thật đó sẽ cho chúng ta biết Chúa yêu thương mình thế nào. Nếu chúng ta không ở trong lời của Chúa thường xuyên, không nuôi mình ở trong lời của Chúa thường xuyên mình không biết Chúa yêu thương mình thế nào hết. Mình chỉ biết được chút xíu nào đó mà thôi, một khía cạnh nào đó mà thôi. Có khi mình chỉ đơn giản là mình nói rằng là Chúa yêu thương mình sao? Thì có người nói là Chúa yêu thương this much là giang hai cái tay ra. Có nghĩa là cái hình ảnh của Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập tự giá đó. Jesus loved you this much. Jesus loves us this much. This much. Có nghĩa là Chúa Giêsu yêu thương chúng ta đến nỗi sẵn sàng chết thay cho tội lỗi chúng ta trên thập tự giả đó. Đó là cách Chúa yêu chúng ta. Nhưng để hiểu sâu hơn điều đó như thế nào, thì mình càng ngày mình càng học, mình càng đầu sâu vô, mình tìm hiểu, mình bắt đầu mình hiểu được Chúa yêu mình như thế nào để rồi mình yêu nhau như vậy. Cho nên khi nói Chúa nói Chúa yêu thương thì Chúa tha thứ. Thì Chúa nói Chúa tha thứ Chúa làm gì để tha thứ thì mình càng học vô mình càng đào sâu vô để mình hiểu được Chúa yêu thương mình như thế nào. Bên cạnh đó, chính lẽ thật hay chính Chúa Thánh Linh cũng sẽ giúp chúng ta hiểu được rằng chúa yêu thương chúng ta như thế nào qua cái mối liên hệ giữa mình với chúa một cách riêng tư hãy đến với chúa nói với chúa rằng chúa ơi hôm nay con đọc lời của chúa lời của chúa dạy con phải yêu thương nhưng mà con không biết yêu thương là sao yêu thương cái cách của chúa là yêu thương sao con chỉ biết yêu thương cái của con người là à, đi xa là nhớ nhung rồi quan tâm đến cho nhau rồi chia sẻ điều này chia sẻ điều kia đôi khi nó cũng không phải là yêu thương nhưng mà nó là mối liên hệ cho nên con làm nhưng mà cũng chưa hiểu được yêu thương là nó như thế nào anh xin chú chỉ cho con cái cách yêu thương nhớ nha mình có thể mình mình tưởng mình biết yêu thương đó nhưng khi hỏi yêu thương là cái gì thì mình không thật sự diễn tả được, mình không thật sự nói được yêu thương là làm sao? cho nên Chúa bảo là gì? Ta yêu các ngươi thế nào? Thể ấy yêu như vậy. ở đây Chúa nói đến kinh nghiệm. Chúa nói kinh nghiệm chứ không phải là mình biết lý thuyết. cái kinh nghiệm là gì? mình được yêu sao? mình cảm nhận được mình được yêu sao? phải làm như vậy lại làm y như cái điều mình được yêu đó chứ không phải là uh, giấy tờ hay là sách vở dạy mình yêu thương là phải thầy phải kia phải nọ cái mình làm lại không phải mà mình không được không được đáp ứng như vậy cho nên có những người uh, không có biết rằng là có cái tình yêu thương đó đọc sách vở là biết như vậy nhưng mà không kinh nghiệm được có những người không hề kinh nghiệm được cái sự yêu thương của người mẹ của mình dành cho mình là gì. Chưa từng biết cái điều đó. Nhưng biết rằng sách vở nó có. Thực tế nó có. Có những người không biết cái tình yêu thương của người cha dành cho mình là yêu thương sao. Hoàn toàn không biết. Nhưng biết rằng trên sách vở nó có. Trên, trên thực tế nó có. Cho nên đối với Chúa, Chúa không muốn mình yêu thương như vậy chúa muốn mình yêu thương nhau ở trong cái cách mà Chúa yêu thương mình. Mình kinh nghiệm việc Chúa yêu thương mình sao, mình yêu thương lại như vậy. Cho nên cái tình yêu thương này nó không đòi hỏi cái này giống cái kia, người kia giống cái nọ, không phải vậy. Nhưng cái tình yêu thương này nó đòi hỏi một điều rằng rằng là tôi kinh nghiệm cái gì ở nơi Chúa và tôi dùng điều đó yêu thương lại. Đó là môn đồ thật của Chúa. Còn nếu chúng ta dùng lý thuyết, dùng tình cảm để thực hiện việc nọ, việc kia, trong cái sự yêu thương gọi là yêu thương đó, thì thưa quý vị, tất cả những điều đó nó là lý thuyết. Và chính những điều đó đôi khi nó dẫn chúng ta trở nên một môn đồ của tôn giáo, chứ không phải một môn đồ của Chúa Giêsu. Một môn đồ thật của Chúa Giêsu là phải kinh nghiệm được Chúa yêu mình sao? và phải sống bằng cái kinh nghiệm đó thì mình mới yêu lại được những người chung quanh với cái bằng cái tình yêu thương đó còn nếu không thì mình dùng cái yêu thương của con người mình dùng cái mà mình biết trên sách vở cái mà mình biết từ người này qua người kia nhưng mình không thật sự biết người đó yêu thương mình không thật sự sống trong chỗ đó cho nên mình không có đi đến cái giai đoạn là yêu thương như Chúa đã yêu thương. Cho nên lắm lần chúng ta thấy thế gian không xác định rằng chúng ta là môn đồ của chúa hay không mà thế gian xác định rằng chúng ta là người tốt chúng ta là à, người biết làm từ thiện người sống đạo đức người có tôn giáo người có đạo người có đạo họ dạy đó à mình thấy rồi cho nên họ không thấy rằng à, người này rõ ràng là môn đồ của chúa nè ừ cho nên cho nên mình cầu nguyện để chúa cho chúng ta kinh nghiệm được cái người yêu thương sống trong tình yêu thương của chúa và chuyển tải cái tình yêu thương của chúa ra để cho cái người đón nhận đó họ không đón nhận đó là tình yêu của tôn giáo tình yêu của tổ chức tình yêu của một người tốt, tình yêu của một người sống có đạo đức, tình yêu của một người à, có quan tâm đến à, người nghèo đại khái như vậy. Nhưng mà họ hiểu được rõ ràng đây là tình yêu thương mà đến từ Chúa mặc dầu họ chưa tin Chúa nhưng họ hiểu được đây là tình yêu của Chúa. Cho nên một môn đồ thật chúng ta hãy để ý điều đó để chúng ta không có một cái nếp sống tôn giáo để rồi thiên hạ chỉ biết mình là người tôn giáo mà họ không biết mình là môn đệ của Chúa Giêsu, môn đồ của Chúa Giêsu. Cho nên để có thể khám phá được tình yêu của Chúa dành cho mình như thế nào, thì trở lại với lời của Chúa, sống ở trong lời của Chúa và đó là cái dấu hiệu thứ nhì của một môn đồ thật của Chúa. Và cái dấu hiệu thứ nhất của một môn đồ thật của Chúa là gì? mang ách với Chúa. Mang ách của Chúa. Có nghĩa là lệ thuộc, phụ thuộc, gắn liền và luôn luôn ở trong cái sự nói kết với Chúa. Và bởi vì sự nói kết đó, nó nuôi mình ở trong lời của Chúa nữa. Nó mang lại cho mình cái chỗ hiểu biết được lẽ thật. Và hiểu biết được những gì Chúa đã yêu thương mình. Và khi mình hiểu biết được những gì Chúa đã yêu thương mình, thì dẫn đến một cái địa chỗ là gì? Mình yêu thương người khác như Chúa đã yêu mình. Và đó là ba dấu hiệu đầu tiên của một người được biết là một môn đồ thật của Chúa. Thưa quý vị, chúng ta đọc lại câu kinh thánh này để chúng ta cùng suy gẫm với nhau để chúng ta hiểu được cái điều mình cần phải làm. Cái sự chọn lựa mình cần phải chọn lựa. Cái quyết định mình cần phải quyết định. Bởi vì tất cả chúng ta ai cũng có cái ý chí để chọn lựa ai cũng có cái quyết định cái sự tự do cái năng lực của mình để mình chọn lựa làm hoặc là không làm trở lại chỗ này là chú bảo yêu thương nhau thì thiên hạ sẽ sẽ xác nhận điều đó cho nên mình đến với Chúa bây giờ cảm ơn Chúa về phần kinh thánh này rồi nói với Chúa rằng Chúa ơi Cảm ơn Chúa về phần kinh thánh này. Con sẽ đón nhận điều này. Con sẽ vâng lời. Con con vâng lời, con đón nhận, con vâng lời và con sống. Xin Chúa giúp con. Chỉ tỏ cho con. Xin Chúa cho con biết được Chúa yêu con thế nào. Cho con kinh nghiệm được điều đó trong đời sống của con. Để con thực hiện cái điều răng này ở giữa thiên hạ mà Chúa đã để chúng con sống đọc lại câu kinh thánh này ta ban cho các ngươi một điều răng mới nghĩa là các ngươi phải yêu nhau như ta đã yêu các ngươi thể nào thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy nếu các ngươi yêu nhau thì ấy tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta thưa chúa cảm ơn cha vì lời cha ban cho chúng con ở trong văn đoạn 13 này chúng con đón nhận điều răng mới này bằng đức tin, bằng sự kính kiện, bằng sự trân quý. Vì vậy, xin Chúa ban chúng con năng lực và giúp chúng con hiểu được lẽ thật và hiểu được Chúa cách Chúa yêu chúng con thế nào. Và hầu chúng con biết yêu nhau thế ấy. Con cảm ơn cha vô cùng. Khi đọc đến chỗ này, nó có một cái gì đó, nó mù tịt về tình yêu của Chúa. Xin Chúa cho chúng con không còn mù tịt về tình yêu của Chúa nữa. Và cho chúng con bắt đầu không chỉ bị chỉ biết ở trên chữ nghĩa nữa. Nhưng xin Chúa cho chúng con bắt đầu kinh nghiệm được. Chúa yêu con mỗi ngày như thế nào. Quá khứ Chúa yêu con thế nào. Hiện tại Chúa yêu con ra sao. Và tương lai Chúa sẽ yêu con như thế nào. Xin Chúa cho chúng con kinh nghiệm được điều đó. Để hầu chúng con biết tập tành. Sống với điều răng mới này. Còn cảm ơn Cha rất là nhiều. Cầu nguyện cùng Cha bấy nhiêu lời trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Cảm ơn Quý tổ con Chúa rất là nhiều. Vì à, Chúa ban phước cho chúng ta à, trong à, ngày mới hôm nay. À, Chúa cho chúng ta biết áp dụng lời Chúa, nhất là cái điểm thứ ba này ở trong à, cái loạt trong cái bài à, là môn đồ thật của Chúa. Nguyện Chúa cho chúng ta sống và tập tành để hầu chúng ta liên tục giữ mình ở vai trò là một môn đồ thật của Chúa. Cảm ơn quý tôi con Chúa. Kính hẹn lại quý vị lần sau.